Thế hôm nay mình sửa con tủ lạnh bị mất khay. Đây còn mỗi khay dưới đây. Bây giờ là mình sẽ chế, phải chế khay vào đây. Có thể là cắt kính, nhưng mà mình lại tìm xem nó có con tivi nào đấy, cắt ra lấy cái meca ở trong. Meca của tivi rất là tốt. Mình sẽ đi kiếm một cái con tivi nào có thể có cái meca được. Meca ở đây, đây cũng có soli, mình sẽ dỡ con soli như đợt, đợt cũng sâu sâu rồi. Dỡ cái tấm tenon màn hình này ra, xong dỡ lốt cái tấm phản quang này ra là chúng ta nhìn thấy cái meca nó rất dày và đẹp, cứng mà chịu nhiệt rất tốt. Đấy. Và đập cũng không vỡ. Chứ nếu ví dụ như cái tủ lạnh mà mình cắt kính vào để mình nạp cái khay ấy thì là thường là sẽ bị hay bị vỡ. Nhưng cái meca này nó có độ dẻo, độ cứng và rất trong suốt, rất đẹp đấy, và các bạn nhìn thấy đẹp lợn luôn. Đấy, giờ mình sẽ tận dụng cái meca này làm cái tấm cái khay để tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ đo kích thước để mình cắt tấm kính tấm meca để ghép vào. Cắt xong bây giờ mình vệ sinh qua cái viền vía thì cái là ghép vào, thế là xong. Mình có một cái tấm kính đẹp. À, tấm meca của tấm kính. Đấy, phải dùng meca thì nó mới cơ, nó mới không hay bị vỡ. Còn cái meca rất đẹp, rất là cứng. Đấy, bây giờ mình rút vào cho các bạn xem nha. Đấy, vừa khít khít, đẹp chưa? Đấy, thế thôi. Thế là nhà nào bạn nào mà có tivi mà bị hỏng ấy thì đừng có vứt đi, mà hãy dùng và tận dụng được nhiều thứ lắm. Đấy. Đấy, video thế đến đây là hết nhá, xin chào các bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ.